Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức COVID ở Việt Nam. Và trước hết là có một tin vui là phía chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ 1 triệu rưỡi liều vaccine Pfizer phòng chống COVID-19 qua cơ chế COVAX cho Việt Nam, thưa quý vị. Thì chúng ta cũng được biết là trong 7 ngày qua thì với những số liệu trên màn hình quý vị có thể thấy là cái đường cong về dịch bệnh COVID đang đi xuống trong 7 ngày qua, và có thể nói rằng hiện nay thì Việt Nam đã có trên 809.000 người nhiễm COVID-19 và con số tử vong thì cũng rất cao, khoảng 19.805 người, gần sắp xỉ 20.000 người đã tử vong. Thì với cái đà giảm và con số tử vong cũng đã giảm trong 7 ngày qua thì thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đã bắt đầu nới giãn khoảng cách và thực hiện bình thường mới, thưa quý vị. Và trên màn hình quý vị cũng thấy là đã có hàng ngàn người trở về quê từ các thành phố lớn, hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Trung, miền Bắc, hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh. Thì có thể nói rằng trong thời đại dịch COVID-19 thì đã có những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là về vấn đề thất nghiệp, nhiều công ty hãng xưởng đã đóng cửa. Điều này khiến cho người lao động, những công nhân, người đi làm ăn công, công nhân viên bị thất nghiệp dài hạn lên tới hàng mấy tháng trời, khiến cho thu nhập bị thất thu, dẫn tới những tình trạng khó khăn như việc trả tiền nhà cũng bị khó khăn, và nhiều người cũng đã phải cầm đồ, cầm cố những món đồ quý giá để mà có những số tiền sống qua ngày. Xin thưa quý vị là như vậy, có những cái khó khăn nhất định và cái số tiền tài trợ thì cũng nhất định, do đó là chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng cao, dẫn tới là bức bách. Và một số bộ phận người họ thay vì sống ở những thành phố lớn không có tiền thì bây giờ họ hy vọng trở về quê quán, trở về xóm làng để mà có thể là nương tựa vào những nơi bằng hữu, gia đình, thân hữu, những người trong xóm, trong làng dễ sống hơn, thưa quý vị. Đặc biệt là ở những vùng quê Việt Nam thì tình nghĩa bằng hữu, hàng xóm rất là cao, sẵn sàng đùm bọc, bảo bọc nhau. Do đó chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên khi mà có tới rất nhiều ngàn người đã lũ lượt dùng các phương tiện giao thông, xe máy, xe gắn máy để mà trở về quê. Thì có những sự va chạm giữa những chốt kiểm soát và đoàn người đi về quê, có những vụ xô xát cũng khá nặng nề, do là những cái chốt không chấp nhận cho việc về quê một cách tràn lan như thế, hoặc là đòi hỏi phải có những giấy phép đặc biệt mới được thông chốt. Thì có 11 tỉnh thành ở miền Tây cũng đã kiến nghị với Trung ương là không nhận những người tự ý về quê, thưa quý vị, mà phải làm đơn để được về quê. Thì có những người đã làm đơn để được về quê. Thì có những sự cố, những vụ xô xát đáng tiếc giữa những người giữ chốt và những người dân mong muốn đi qua chốt để về quê, thưa quý vị. Thì trên màn hình trong thời gian qua chúng ta cũng thấy đã có những hội đoàn, những tổ chức từ thiện giúp đỡ rất nhiều cho những người dân trong cơn đại dịch COVID-19, đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Và có thể nói rằng nhờ những chương trình này cộng với sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ, những gói cứu trợ của chính phủ, nhờ những sự giúp đỡ từ nước ngoài, những tổ chức từ thiện đã kêu gọi vận động kiều bào Việt Kiều, những người gốc Việt
hướng về quê hương Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp một phần nào đó cho cái việc phòng chống đại dịch Covid-19, thưa quý vị. Và chúng ta biết là trên thế giới này, đại dịch Covid-19 cũng đã để lại rất nhiều những thiệt hại rất nặng nề với nhiều quốc gia trên thế giới, xin thưa là như vậy. Ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Nga, ở Trung Quốc, ở nhiều nước Philippines, Malaysia, Indo, không thể kể xiết được, xin thưa là như vậy. Con số tử vong cũng trên 4 triệu người và con số nhiễm bệnh Covid-19 cũng đã trên tới hàng trăm triệu người, thưa quý vị. Và Việt Nam hiện nay thì đang đứng thứ 42 trong cái danh sách những nước bị đại dịch Covid-19 tàn phá một cách nặng nề. Và có thể nói rằng với những cái con số, những thông tin, những dữ liệu thì hiện nay sau 7 ngày liên tiếp thì Việt Nam có thể đã đi qua cái đỉnh dịch lần thứ tư và trên đà giảm xuống, là nhờ những cái sự giãn cách, cách ly một cách quyết liệt. Thì với cái sự mà đà giảm con số những ngày này thì số tử vong cũng giảm, và đặc biệt là số hồi phục tăng gấp 2,5 lần so với con số nhiễm bệnh, thưa quý vị. Tức là 10 người nhiễm mới Covid-19, tức là có 10 người F0 thì có tới 25 người hồi phục từ cái dịch bệnh Covid-19 này. Và chúng ta cũng biết rằng dịch bệnh Covid-19 rất khủng khiếp. Với cái tốc độ như thế này thì sự đi qua đỉnh dịch rất là rõ ràng, và có thể nói rằng hy vọng là tiếp tục giãn cách, tiếp tục thực hiện những biện pháp cách ly trên toàn xã hội trong cái tình trạng bình thường mới thì sẽ giảm cái đà và từ từ đi vào cuộc sống gọi là sống chung với dịch Covid-19, thưa quý vị. Vì hiện nay thì không thể bóc tách ra toàn bộ F0 trong cộng đồng mấy chục triệu người, có thể nói là một cái không tưởng, rất khó và hầu như là không tưởng, vì F0 nó tiềm ẩn ở bất cứ mọi người, ở bất cứ nơi đâu, và cái chi phí để mà xét nghiệm toàn bộ dân số hết đợt này đến đợt kia để mà bóc tách F0 rất là cao, có thể nói là rất là khủng khiếp. Hiện nay thì với cái tình hình mà tôi vừa nói là Mỹ viện trợ cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine thông qua COVAX, tình hình của vaccine Việt Nam hiện nay rất ổn. Việt Nam đã có trên 39 triệu liều vaccine trong tay, và từ tháng 10 tới đây sẽ có nhiều liều vaccine sẽ được sản xuất tại Việt Nam hoặc được nhập về, thưa quý vị. Chẳng hạn như công ty Pfizer cam kết là sẽ giao đúng đủ tiến độ cho Việt Nam 31 triệu liều cho người lớn cộng với 20 triệu liều cho thiếu niên, thiếu nhi. Ngoài ra còn có công ty Sinopharm cũng sẽ bán cho Việt Nam 20 triệu liều. Đồng thời là bên phía Cuba cũng đã viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều và sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để sản xuất vaccine với một cái tốc độ là 5 triệu liều mỗi tháng, thưa quý vị. Còn bên phía nước Nga, thông qua công ty Gabella cũng đã bắt đầu đồng ý cho phía Việt Nam đóng gói sản phẩm từ cái bán thành phẩm của công ty Gamela, tức là sản phẩm Sputnik Victory hay còn gọi là Sputnik 5, là một trong những cái đối tác đối với nước Nga, và nước Nga tin tưởng, thưa quý vị. Thì bên phía nước Nga cũng cho biết rằng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho phía Việt Nam sản xuất ít nhất là 5 triệu liều vaccine mỗi tháng
và sẽ tăng tới 10 triệu liều vaccine mỗi tháng. Và hiện nay là đã bắt đầu đóng gói thành phẩm thưa quý vị. Bên phía công ty của Nga sẽ xuất qua Việt Nam bán thành phẩm, và bên phía Việt Nam sẽ đóng ống, đóng vô các ống nghiệm để mà sản xuất thành ra là từ 5 tới 10 triệu liều mỗi tháng thưa quý vị. Và trung bình chúng ta biết là mỗi năm thì sẽ trên 100 triệu liều từ Sputnik V. Và từ cái việc mà sử dụng trong nước, thì nếu mà Việt Nam trong tương lai gia tăng và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, thì có thể nói là bắt đầu xuất khẩu cho các nước xung quanh hoặc xuất khẩu cho khách hàng của công ty Gamela của Nga. Thì tiếp theo thì đã có những cuộc thử nghiệm của công ty BioNTech với lại công ty ARCT, là một công ty ở Hoa Kỳ, và sử dụng công nghệ mRNA ở giai đoạn 3, tức là giai đoạn gần cuối, để mà được cấp phép cho cái vaccine mà có thể sử dụng công nghệ mRNA. Ngoài ra chúng ta cũng biết là công ty Nanogen cũng đã có những bước tiến về công nghệ gọi là kết hợp vector, recombinant vector thưa quý vị, hoặc là recombinant vector, để mà sản xuất ra Nanogen, là một vaccine mà có thể nói là hoàn toàn là made in Việt Nam. Và có thể nói là hiện nay họ đang tiến hành những cái bước cuối cùng để đến năm 2022 vào khoảng tháng 3 thì Bộ Y tế Việt Nam sẽ xét tới cái tính hiệu quả của vaccine Nanogen để mà cấp phép thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện của năm tới. Và trong năm nay thì đã có những cái bước tiến từ Cuba, từ Nga chuyển giao những công nghệ cho Việt Nam đóng ống. Cho nên có thể nói là tình hình mà tiêm chủng của Việt Nam hiện nay cũng rất khả quan. Và có thể nói rằng ngoài những cái vaccine đó thì Việt Nam còn có vaccine AstraZeneca, Moderna, vân vân, và nhiều quốc gia khác cũng đang giúp cho Việt Nam, chẳng hạn như Hungary, Úc Châu, Ba Lan, Tây Ban Nha, vân vân và vân vân. Thì có thể nói là cái tình hình về vaccine của Việt Nam là khá ổn trong cái tương lai gần và tương lai xa. Thì đó là câu chuyện về vaccine của Việt Nam. Và với cái chính sách những ngoại giao vaccine của Việt Nam thì nhiều người và báo chí cũng đã lên tiếng và nói rằng là khá ổn rồi quý vị. Việc thông qua COVAX, việc thông qua ngoại giao, trực tiếp đàm phán, trực tiếp đề nghị chuyển giao công nghệ. Thậm chí Việt Nam cũng đã đề nghị chuyển giao công nghệ đến với công ty Pfizer BioNTech thưa quý vị, trong cái chuyến đi của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thì phái đoàn của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông qua người phó tổng giám đốc của công ty Pfizer thì cũng đã đưa ra đề nghị là nếu Pfizer cần có một cơ sở đóng ống hoặc là gọi là đóng gói thì Việt Nam sẵn sàng dành những ưu tiên tối đa cho cái việc mà tiếp tay vào công việc của hãng Pfizer BioNTech để mà phổ biến vaccine ra nhiều nơi trên thế giới thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng nói rõ là tình hình trên thế giới cần 11 tỷ liều vaccine ít nhất cho 7 tỷ dân. Nhưng mà hiện nay tổng số mà các hãng sản xuất thì chỉ mới có 4,5 tỷ, tức là 4 tỷ 500 triệu liều, trong khi cái nhu cầu lên tới 11 tỷ liều để cho mà người dân 7 tỷ có thể có ít nhất từ một mũi cho tới hai mũi tiêm chích vaccine. Chúng ta thấy rõ ràng là cái sự thiếu thốn rất lớn. Nhu cầu thì 11 tỷ,
liều, nhưng mà sản xuất chỉ mới có 4,5 tỷ liều. Do đó chúng ta thấy cần tới 6 tỷ 500 triệu liều nữa thì mới có cái độ phủ gần như là toàn cầu và mọi người. Theo tiến sĩ Andrew Pollock, là người mà đồng sáng chế và là trưởng ban trưởng nhóm nghiên cứu của vaccine AstraZeneca, cho biết rằng là để mà miễn dịch cộng đồng, xin thưa quý vị, là phải 95% dân số được tiêm chích vaccine. Một số quý vị có nghe qua con số 70%, nhưng mà đó chỉ là ít nhất. Nhưng mà để thật sự miễn nhiễm cộng đồng thì theo tiến sĩ Andrew Pollock nói rằng là phải 95%, thưa quý vị. Còn con số mới đạt đến 70% thì chỉ là cái điều kiện thấp nhất và tối thiểu nhất. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn đưa đến. Việc mà tiếp tục không tụ tập, giữ khoảng cách an toàn vẫn là một trong những cái điều kiện mà để phòng chống cái việc lây lan virus COVID từ người này sang người khác. Vẫn cần phải đeo khẩu trang, vẫn cần phải rửa tay sát khuẩn, thưa quý vị. Ở đây có nhiều người hỏi rằng là tại sao cứ phải đeo khẩu trang. Cái lý do đeo khẩu trang thì nó có hai chiều, xin thưa quý vị, là như vậy. Ngoài cái chuyện là mình phòng ngừa cho mình tránh bị người khác lây qua cái đường hô hấp, thì cái chiều ngược lại là nếu mình bị là F0 thì mình đeo khẩu trang nhằm tránh chính mình là cái người phát tán virus khắp nơi, thưa quý vị. Chẳng hạn như nếu mình bị F0 và vô tình mình không biết mình bị F0 và cái virus không biểu hiện ra ngoài và vẫn mang mầm bệnh, mà nếu mà không mang khẩu trang thì vô tình là chính mình là cái người mà đi gieo rắc virus coronavirus. Vì mình thở ra một cách thoải mái thì virus theo hơi thở nó có thể bám dính vào nhiều nơi, từ trong phòng, từ những vật xung quanh. Còn nếu mà mình đeo khẩu trang thì cái hơi thở mình được lọc lại và virus nó không bị phát tán, cho nên những cái người thân của mình, xung quanh của mình được bảo vệ, thưa quý vị. Thì đó là cái ý nghĩa mà tại sao thậm chí là ngồi trong phòng không có người nào khác nhưng mà mình vẫn đeo khẩu trang là nhằm cái mục đích đó. Tức là mình cũng không biết mình vô tình là F0, từ đó là vô ý phát tán ra coronavirus, và đây là một cái điều rất nguy hiểm. Xin thưa là như vậy. Ngoài cái chiều mà mình sợ người khác lây cho mình thì chính mình cũng không biết mình là F0 lại lây cho người nhà, người thân, bạn bè, những người cộng sự, những người làm chung với mình. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, thưa quý vị. Đó là lý do mà rất nhiều người khi lái xe hoặc khi ở trong văn phòng vẫn mang khẩu trang để bảo vệ cho những người khác, thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ. Thì có thể nói rằng tình hình đại dịch COVID-19 thì gây ra khổ đau rất nhiều trên thế giới này, không riêng bất cứ nơi nào, thưa quý vị. Do đó là việc phòng ngừa lúc nào cũng cần phải đề cao cảnh giác, không tụ tập, giữ khoảng cách trên 2 mét, cách ly càng nhiều càng tốt, tránh đi ra đường, tránh tụ tập ở những nơi đông người không cần thiết, thưa quý vị. Nói chung là không đi du lịch nhiều, không gặp gỡ những cái việc vô bổ không cần thiết, ngoài cái mục đích là giảm cái số nhiễm COVID còn giảm cái số tử vong nữa, thưa quý vị. Rất nhiều trường hợp chết rất đau thương trong cái cơn đại dịch này không thể kể xiết, xin thưa là như vậy.
Và một câu chuyện chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa cho quý vị khán thính giả, đó chính là cô ca sĩ Phi Nhung đã mất cách đây 6 ngày thưa quý vị. Là một trường hợp rất đau thương, là một nạn nhân của Covid-19. Cô đã qua đời trong cái sự thương tiếc của rất nhiều khán giả, khán thính giả của cô ở khắp nơi. Thì đó là một trong những câu chuyện nóng bỏng nhất về cái việc tử vong vì Covid-19. Thì chương trình từ thủ đô Washington xin chúc mọi người sức khỏe, bình an, mạnh khỏe và giữ vững tinh thần trong cái mùa đại dịch Covid-19 này. Sức khỏe là trên hết, không gì có thể thế được sức khỏe. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.